Xin chào các bác, cô chú, anh chị. Lại tiếp tục ra video để chia sẻ với các bác, cô chú, anh chị về những cái cây ở hiện tại đang ở nhà. Đấy, thì hôm nay sắp hết một ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội rồi, theo lời kêu gọi của chính phủ. Đấy, nhưng mà trước đấy thì đã dịch bệnh đã rất là căng và gần như là chúng ta đã hạn chế ra ngoài rồi. Thì cũng phải tính kể từ đấy trở về trước khoảng một tuần rồi là bắt đầu hạn chế đi lại rất nhiều cho anh em chơi cây, đặc biệt là đang đi quen chân ấy, rất cuồng, rất khó chịu. Đấy, thì bây giờ nó có mấy cái vấn đề như này. Ví dụ như tôi đang gặp phải, nói chia sẻ với các bác là ở nhà thì ít cây và không có vườn, mà cứ loanh quanh ở Hà Nội mà các bác, loanh quanh ở trên nhà rồi lên mái rồi lại trên nhà ăn cơm lại ngủ, cứ loanh quanh điệp khúc. Nó chán hơn ở quê. Nếu mà các bác có nhà ở quê, các bác về quê ấy, nó có vườn, nó có, dù sao thì nó cũng có loanh quanh, có người nhà, có vườn. Nhưng mà trên này thì đúng, Hà Nội thì buồn thật, Hà Nội buồn. Thì buộc phải lôi cây ra làm thôi. Cây mà chưa đến độ làm thì lại phải làm sớm, làm non thôi. Nhưng mà không làm gì thì nó còn khó chịu hơn rất nhiều quá. Đấy, thì cố gắng tìm ra một cái điểm gì không nhổ cỏ cho cây thì cũng lọc mầm, thay chậu, các thể loại. Cây mới thì làm hết rồi, hoặc là cây đến kỳ làm thì cũng làm hết rồi. Đấy, nó có rất nhiều cái tác hại các bác, đúng không? Đấy, thì bây giờ hôm nay vật cây này. Hôm nay em vật cây này, vật cây si này. Cũng trồng được chắc độ một tháng. Đấy, nhưng đợt trước làm chưa chỉ để, ví dụ cái chỗ này thì nó chắc phải đục, bỏ được cái chỗ này, đục lượn đi cái chỗ này thì nó hơi gồ, và bỏ phần này đi, bỏ phần này đi, nó hơi nhiều lá các bác khó nhìn này, bỏ phần này đi, bỏ phần này đi. Đấy, cái rễ này cũng bỏ đi, bỏ đi, gồ ghề chướng quá, bỏ đi. Những cái tay chốt này nịnh lại và bỏ những cái mầm thở bớt đi. À, không phải, mà ý là mình lọc, mình lấy những cái mầm chính và nuôi mầm thở nào thì nuôi, nhìn nó nhiều quá, nó bị chen lấn ở bên trong. Thì thông báo các bác là cây này làm một cây nhiều đầu các nhá, cây si nhiều đầu, làm thành nhiều đầu. Và khi nào mà hình thành thì các bác chắc sẽ dễ tưởng tượng hơn. Bây giờ trình bày mà các bác mà chuyên gia rồi thì em không dám nói, nhưng mà các bác nào mà mới ấy, thì diễn tả về cái tương lai nó hơi khó. Đại loại là các bác nhìn tưởng tượng một cây bonsai bất kỳ thì nó cũng có cái hình thái tổng quát, nó dù có thể là tam giác lệch hoặc là tam giác cân thế nào đấy, nhưng mà các bác xếp dù nhiều đầu hay dù bà vai hay là dù 5-7 vai thì cũng là xếp thành một hình tam giác mà thôi. Chúng ta xây dựng những cái bông răm như nào để nó đầy cái tam giác đấy mà nó không bị che nhau, nó hài hòa, quan trọng nó hài hòa, chứ đừng có quá suy nghĩ nhiều các bạn. Ok, làm thôi các bác nhé. Trường kỳ kháng chiến, không có cây làm là chết dở đấy.
Như vậy đã xử lý xong hai cái cục đất ơ kia rồi. Tiếp tục lọc. Lọc mà nhiều đầu quá nhé. Một cây nhiều đầu. Tí nữa nó lộ ra thì lọc tiếp. Xin lỗi là cái này em không dùng được, em cắt đi thôi. Bác hỏi vì sao thì khó trả lời, giải thích lắm. Dù nó to rồi nhưng phải bỏ đi ấy. Thank you.
Ok rồi các bạn. Đấy các bác ơi, làm xong rồi và cảm giác nó ưng ấy, nó thành công ấy, theo đúng ý đồ mình hoặc là hơn cái mong đợi của mình. Để đấy là mình là một cái rất là vui. Sợ nhất là làm xong hỏng ấy. Sau cái đợt cách ly xã hội này, hạn chế đi lại thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều anh em cũng có cây đẹp lên, cũng rất nhiều anh em thì làm hỏng cây đi đấy các bạn. Thực tế thì cũng hỏng, không hỏng, nhưng mà ý là làm xong nó không đúng mong muốn ấy, và mấy nó thất vọng. Tất nhiên thì mình lại nuôi lại nó lại được thôi, nhưng ý là nó cũng có mặt lợi mặt hại các bạn. Thì thôi thì chúng ta dành nhiều thời gian hơn này chăm sóc cây và cho gia đình các bạn. Đấy, còn đối với cái cây này thì các bác nhìn tưởng tượng cái video đợt trước em trồng ấy, thì các bác chắc mông lung lắm. Nhưng bây giờ nó có form form rồi các bác. Tôi sẽ làm bên này đầy lên để cho nó cân đối với chỗ này này. Đấy, nhiều đầu, thật nhiều đầy đầu, đầu khắp nơi đầu này các bác nhỉ. Tôi cắt đi rất là nhiều rồi đấy. Để nuôi bây giờ hoàn toàn là những cái mầm chính ấy, để lấy ấy. Đấy, các bác nhìn chưa? Nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, chỗ này rất nhuyễn này. Chỗ này vùi ở dưới nhưng mà rất nhuyễn này. Đấy, rất nhuyễn. Mặt mặt chính tôi sẽ chơi là mặt này. Mặt chính mặt này. Còn mặt sau cũng rất là ok. Đấy. Vậy xử lý vào cái chỗ này này. Nó đỡ nặng cái bức này bên này đi. Bên này đã đầy hơn rồi. Lại còn nặng hơn. Bên này thì đâm ra là nó mất cân đối. Đấy, và xử lý vào cái vết này, nó đỡ khổ đi. Tức là một phát ở đây, bỏ đi một mê to tướng đây. Và một cái rễ chéo ngoe chống ngang đây. Đấy. Thành công rồi các bạn. Thành công đấy. Một lần nữa thôi các bác nhìn nó sẽ lại khác. Đối với những bác mà mới chưa hình dung ra tôi định làm cái gì. Đấy các bác nhìn. Khuê không? Đấy. Mứng, non mứng này. Nuôi toàn phân lợn, ít đất, nuôi với lại đất thịt, nuôi non mứng này. Chọn đất ít đất thịt mà chủ yếu xỉ than với phân lợn này. Tốt lắm. Cái xỉ than nó vừa thoát nước tốt mà lại thoáng. Thoáng đất. Đấy, gọi là chủ đạo là phân lợn. Rồi, các bác phê không? Quá phê, chỗ này nhuyễn lắm. Thích lắm. Nhuyễn cực luôn. Đấy. Đấy. Sẽ chơi như này. Đợt trước bác chủ cũ định chơi như này nhưng mà không hợp lý. Nó phải như này, nhiều đầu. Nhiều đầu, nó như một đống lửa có nhiều cái ngọn lên này. Đấy, bên này thì đây lấy đây. Vừa nãy bỏ cái này đi, không lấy được. Đây, đấy. Bỏ đi rất là nhiều. Ok, cảm ơn các bác. Chúc các bác sau vụ này thì giữ nguyên tinh thần, sức khỏe, kinh tế và có như thêm nhiều cái đẹp quá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Hy vọng là ngày nào cũng có video để các bác xem.